Hello mọi người, thì hôm nay mình sẽ làm cho mọi người một cái combo cao su mà giá rẻ nha, với cây cần mà mới về chúng ta nè, cây rồ lai nha, cần bọng tải khỏe. Thì hôm nay sẽ kết hợp với một con máy Daico AK nha mọi người. Dòng máy này thì nồi kim loại, tay quay kim loại luôn, tải cá tầm 5-7 kg, 10 kg, và cần máy này là vô tư nha mọi người. Thì combo này cần á, thì nó có đầy đủ size, size 2m1, 2m4, 2m7 và cả 3m luôn. Mọi người chọn size bao nhiêu á thì gửi shop mình sẽ gửi đúng size cho mọi người nha. Nó có đầy đủ size. Máy cũng vậy, máy nó sẽ có size là từ 2000, 3, 4, 5, 6, 7. Mà thường nếu mọi người đi câu sông á thì chọn cần 3 mét hoặc là 2 mét 7 á, thì chọn máy 6.000 hoặc là 7.000 là được. Cái đang đang cầm là size FS size 6.000 nè, tông máy màu đỏ đen núm tròn, nói chung là máy nhìn đẹp nha mọi người, tải cũng tốt. Thì nếu mà mọi người câu 2 mét 4 thường thì câu bè, nếu mà câu bè thì cần khoảng 2m1 hoặc 2m4, chọn máy thì cũng khoảng size 6.000, nếu nhỏ quá thì nó không đủ dây nha mọi người. Còn mọi người đi câu sông mà chỗ mà hẹp hẹp á, không cần cần dài với máy to, không để giảm nhẹ lại, nó không nặng á, thì mọi người có thể chọn cần 2m1 hoặc 2m4 kết hợp với máy 4.000 hoặc là 5.000 cho nó giảm cái trọng lượng cần chúng ta, trọng lượng máy chúng ta luôn. Thì combo này sẽ có kèm theo cho mọi người một cuộn dây nè, cuộn dây metal, cuộn hợp sắt, cuộn 100 m. Thì câu xong rồi, tầm 100 m là mọi người đánh vô tư rồi, còn nếu không thì mọi người muốn dài thêm thì có thể đổi dây khác, mua thêm dây. Còn combo này sẽ cho mọi người 100 m dây, thường 100 m thì vào cũng khoảng đủ một cái máy 5, 6, 7 ngàn cho mọi người đánh rồi. Dây này thì siêu tải luôn nha mọi người. Size thì nó có đầy đủ size từ số 2 nè, số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì dây này shop cũng có test rồi, mọi người ủng hộ cũng rất là nhiều. Size số 3, size số 3 mà nhất tỉnh lên khoảng 5-6 kg nha mọi người, cụ này nè. Nên mọi người đi câu cá, tuy là combo nó rẻ nhưng mà cũng yên tâm, không có sợ mất cá đâu. Dây dây tải tốt nha mọi người. Đó thì tùy mọi người chọn cái máy thì sẽ tư vấn cho mọi người những cái size dây cho nó phù hợp. Ví dụ máy 6.000, 7.000, mọi người chọn số 8 hoặc số 9. Nên là thích trâu bò nữa là số 10 luôn. Nhưng mà thường câu xong là số 8, số 9 là vừa nha. Còn máy mà 5.000, 4.000 thì số 5 hoặc số 6 là câu xong được rồi. Số 6 là 0.40 mm á, thải cũng cao nha mọi người. Đó, còn cần chúng ta, cần này thì size đang cầm là size 2m4 nha, size 2m4 nè. Cần 2 khúc, tải của nó tải mồi từ 20 đến 60 g. Thì chì mọi người đánh xong thì chì khoảng 100 g tới 150 g, cần này tải vẫn nổi. Nếu mọi người không cần quăng xa, còn mọi người cần quăng xa 5-70 m, 100 m á, thì tầm chì 60 là quăng được nha, quăng rất là xa luôn. Cần này, cần chúng ta dạng cần bọng nha, cần bọng 2 khúc nè, chất liệu là carbon pha phíp nên cần nó rất là dai, dai và tải khỏe nữa. Cán thì cán mút liền, khoen bát thường thôi nha. Cần giá rẻ mà, nếu cần lẻ không á, là 250 ngàn size 3 m, mỗi size nó xuống cho mọi người 10 ngàn. Đọt cần là 3 ly 8 nha, khoen thì có 2, 4, 5, 6 6 khoen cho size 2m4 và 7 khoen cho size 2m7 và 3m, 2m1 có sẽ ít hơn một khoen nha mọi người. Cần bọng nhưng mà tải khỏe, mọi người yên tâm. Cây này câu xong cho mọi người bắt cá 5-7 kg, 10 kg là thoải mái. Còn cá nhỏ nhỏ nó vẫn có độ độ nảy nha. Đây, nó vẫn có cái độ đàn hồi á, độ dẻo á, cho mọi người bắt những cá nhỏ câu xong. Nó thì trong combo này cũng tặng đầy đủ cho mọi người phụ kiện về câu. Ví dụ cước thì mọi người vô máy xong rồi thì còn lại cái
khóa nè, đây khóa mani á, người tóm xong rồi chì phao, rồi nếu thích câu phao thì chặn phao, thường là câu sông không có câu phao nha, mọi người câu câu ngâm không cần phao đâu, chỉ chì. Còn chuông này thì gắn đầu đầu cần khi mà cá ăn nè, nó lan can mọi người biết thôi. Còn câu đêm thì mọi người bẻ cái mino này ra nữa, gắn vào cái chuông nè đó, rồi một hộp lưỡi nữa, rất là nhiều. Số câu sông thì thường khoảng số 12, 13 hoặc 14 mình sẽ để ngẫu nhiên, nói chung là số nào câu sông cũng được hết. Thì về giá của combo này, nếu mà cần 2m4 và máy 6.000 và dây và phụ kiện đầy đủ luôn thì nó rơi vào khoảng 450.000. Còn nếu mọi người lấy size càng to hơn thì mỗi size nó lên khoảng 20.000 nữa, còn nói ngắn hơn thì nó sẽ giảm xuống cho mọi người 20.000. Nói chung là dao động từ 450, 470 hoặc 459 hoặc là 403. Thì nó sẽ để cụ thể ở phía dưới mô tả nha, mọi người có thể vào xem. Thì giá một bộ là chưa bao gồm phí vận chuyển nha, phí vận chuyển là 30.000 nữa. Còn nếu mọi người mua được hai bộ á thì sẽ được miễn phí vận chuyển và shop sẽ chịu cái tiền vận chuyển đó cho mọi người. Còn một bộ thì cộng thêm phí vận chuyển giúp Rạng. Rồi ok, mọi người đặt hàng cứ alo shop Rạng qua hai số điện thoại trên màn hình nha. Mọi người gọi số nào cũng được, hoặc là mọi người lấy số qua Zalo nhắn tin. Thì Zalo full đó, mọi người cứ lấy số và nhắn bình thường là được nha, không cần kết bạn nha mọi người. Đó, rồi sẽ gửi hàng đến tận nơi, shop cho xem hàng, mọi người cứ khui ra kiểm tra đầy đủ nè, nó đầy đủ hết, xong rồi trả tiền cho người giao hàng. Cần thì bên shop nó sẽ bọc chống sốc và cho vào ống ống nước thế này nha mọi người, ống nhựa nè, nó bọc chống sốc nè, cho và bọc lại. Hàng đến mọi người cứ khui ra kiểm tra xong rồi trả tiền nha. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người ạ, hẹn gặp lại mọi người clip sau.